Xin chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình có về được một vài chiếc Maurice qua Icon. Và trước đây khi mình trên tay chiếc dây da màu đen là một trong những chiếc một trong những mẫu mới nhất của Maurice Lacroix thì đã rất là nhiều anh em yêu thích mẫu này và có đặt hàng khá là nhiều. Cho nên là sắp tới thì ICS cũng sẽ về một lô cũng khá là lớn, còn hiện tại thì ICS sẽ về trước khoảng 2-3 chiếc. Và chiếc này của ICS thì giống như chiếc trước có bảo hành quốc tế, và bảo hành quốc tế thì nó sẽ ghi ở cái bây giờ họ không có sử dụng cái thẻ nữa mà họ sẽ ghi ở trên ngay cái sổ của chúng ta. Ở phía ngoài thì đây là một chiếc hộp Maurice Lacroix đời cũ, nó không phải là cái hộp nhựa giống như cái mẫu kia, và mẫu này sử dụng cái hộp loại khác vẫn đang dùng đó, và chúng ta sẽ có một cái hộp da vuông ở phía trong. Và mẫu này của mình thì sẽ có một cái user manual, và các bạn lưu ý là ở trong này thì chúng ta sẽ có một cái phần là họ sẽ để cái bảo hành quốc tế ở đây đó. Mình sẽ tìm cái trang bảo hành quốc tế cho các bạn đây, và các bạn có thể thấy ngay là ở đây nó sẽ có warranty certificate, và đây là stamp of retailer. Chúng ta chỉ cần cái stamp of retailer này. Còn khi các bạn mua hàng tại ICS thì ICS sẽ ghi đầy đủ serial number cũng như rack number và date of purchase cho các bạn. Ở đây thì các bạn có thể thấy là đại lý của chúng tôi mua là Eastern Watch và Orchard Road. Cái này là ở Singapore. Các bạn có thể search trên cái hệ thống của Maurice Lacroix và chúng ta sẽ biết được đó là cái hãng, đó là cái đại lý chính thức của Maurice Lacroix. Đại lý này có tên trên cái website của Maurice Lacroix. Và chiếc này của mình về đó là một chiếc dây da và mặt dial màu xanh, rất là đẹp. Nhìn qua lớp kính thôi chúng ta cũng đã thấy đẹp rồi. Em nó sẽ có mã là AI6008SS001430-1 đó. Và với cái mẫu icon màu xanh này thì mình tin rằng sẽ rất là nhiều anh em thích cái mẫu này, vì đa phần là bao giờ ở Việt Nam cũng vậy, chúng ta thường là thích cái mặt xanh hơn là những cái chiếc mặt đen. Và mặt xanh bao giờ thì ICS cũng bán chạy hơn là so với những chiếc mặt đen. Mình sẽ tạm thời bóc tạm cái seal này ra để cho anh em có thể view thấy chiếc đồng hồ của chúng ta. Và đây là một chiếc đồng hồ Maurice Lacroix Icon Dial Blue, và chúng ta sẽ có dây da blue đi kèm. Các bạn có thể thấy là mặt dial của nó màu blue thì rất là sáng, và chúng ta có một chiếc đồng hồ với cái vân Cotes de Geneva và vân chuẩn của chúng ta. Đó. Vẫn là một chiếc Maurice Lacroix Icon với cái thiết kế đời mới của Maurice Lacroix. Đây gọi là Iconic Design mới. Tại sao nó tên là Icon? Vì nó sẽ là một biểu tượng mới của Maurice Lacroix như mình đã nói. Mặt dial của chúng ta thì sẽ có logo Maurice Lacroix ở góc 12 giờ. Logo hình chữ M, hình móng ngựa, và dòng chữ Maurice Lacroix ở dưới. Dòng chữ Automatic ở góc 6 giờ, Swiss Made, và chúng ta có lịch ngày ở góc 3 giờ. Lịch ngày của chúng ta trên phiên bản màu blue này sẽ có nền là màu trắng, không còn nền màu đen như là trên phiên bản mặt dial đen nữa. Và các bạn sẽ thấy là cái mặt dial của chúng ta thì với cái màu xanh này thì cái vân Cotes de Geneva thì nó sẽ hiện lên rất là đẹp. Đó, nó sẽ hiện lên nổi bật hơn so với cái phiên bản màu xanh, phiên bản màu đen mà mình đã quay trước đây. Phiên bản màu xanh này thì nhiều khi là chúng ta nhìn nghiêng hoặc là nhìn những cái góc tối này, chúng ta sẽ nhìn nó giống như phiên bản mặt đen. Đó, còn khi mà còn nắng một chút thì các bạn sẽ thấy nó xanh ngát lên như này, rất là đẹp. Đi kèm với nó thì các bạn sẽ có một sợi dây màu cá sấu. Đây là sợi dây cá sấu màu xanh, xanh blue, và với cái màu xanh blue này thì các bạn có thể thấy là màu xanh của nó cũng khá là đẹp, và nó đậm hơn so với cái mặt dial của chúng ta. Nếu như mà nó làm tươi thì sẽ rất là khó để đeo. Tuy nhiên là Maurice Lacroix đã làm đậm hơn một chút so với cái mặt dial của chúng ta. Đó. Mặt dial xanh kết hợp với cái lớp AR màu xanh thì nó càng đem đến cho chúng ta một cái cảm giác là màu xanh nó ngát lên rất là nhiều. Đó. Với như cái phiên bản màu đen thì khi mà các bạn có ánh nắng vào thì lớp AR ánh xanh lên thì nó cũng nhìn nó giống mặt xanh. Tuy nhiên với cái mặt xanh này các bạn sẽ thấy nó xanh ngát lên rất là đẹp. Đó. Phía bên phải thì cũng giống như phiên bản kia của chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái núm, và núm chính có logo Maurice Lacroix, cùng với đó cái phần thân của chúng ta được làm phay sức ngang hoàn toàn với những cái đường diamond cut điệu nghệ, và đem đến cho chúng ta một cái vẻ đẹp cực kỳ hiện đại, rất là tuyệt vời. Nói chung là mẫu này thì design mình đã nói quá nhiều rồi cho nên là mình sẽ không nói lại nữa. Ở góc 6 giờ thì chúng ta ở trên cái dây da của chúng ta vẫn có cái logo chữ M
Đây là một cái đặc điểm mới trên các dòng Maurice Lacroix mà bây giờ họ sẽ làm như vậy. Đi kèm với nó thì chúng ta sẽ có một cái khóa bấm. Và như mình đã nói ở trước, khóa bấm này cũng được hoàn thiện cực kỳ tốt với những cái đường vân đánh xoáy ở phía dưới, và tất cả những cái phần trên của chúng ta thì đều được làm rất là đẹp. Đó, và logo Maurice Lacroix được hiển thị ở cả dưới khóa lẫn ở trên khóa. Nhắc lại một chút là lần trước mình có chuyển đến cho khách nhưng mà khách bảo là chưa biết sử dụng với khóa này. Thì các bạn chỉ cần kéo cái khóa này ra như này. Đó, và sau đó chúng ta đút cái sợi dây của chúng ta qua. Và chúng ta chọn một cái lỗ phù hợp. Chúng ta chọn một cái lỗ phù hợp với cái kích cỡ của tay của chúng ta, và sau đó chúng ta đút vào. Đó, và các bạn khóa cái khóa vào. Thế là được. Còn khi chúng ta đeo thì chúng ta chỉ cần như này, và sau đó chúng ta đút qua đĩa. Vậy là thôi. Vậy thôi, rất là đơn giản thôi, không có gì cả. Đó, các bạn sẽ thấy ngay là với cái khóa này thì chúng ta đeo sẽ cực kỳ hiện đại, và khi mà cái khóa mà đóng vào nó sẽ rất là đẹp. Đó, logo của khóa cũng được làm cực kỳ chỉnh chu. Mẫu này thì giống như mình đã nói, nó vẫn sử dụng máy ở đây, đó là máy ML115. Với máy ML115 thì các bạn sẽ có 26 chân kính, 28.800 tần số dao động, và cùng với đó các bạn sẽ có khoảng 40 giờ tích cót. Đây là một mẫu máy khá là căn bản của Maurice Lacroix trên các dòng 3 kim 1 lịch, và được sử dụng rất là nhiều. Cùng với đó là có độ bền bỉ rất là tốt, và cũng như là cái độ chính xác khá là tốt. Mẫu máy này được thiết kế dựa trên máy Sellita, cho nên là các bạn sẽ thấy là nó có những cái đặc điểm khá là quen thuộc. Tuy nhiên đây là máy Sellita cao cấp và nó có đánh vân hết ở phía trong. Các bạn sẽ thấy ngay ở phía ngoài này chúng ta sẽ có những cái đường vân tròn, chéo. Còn ở đây chúng ta sẽ có những cái đường vân đánh vảy cá rất là đẹp. Đó, các bạn sẽ thấy ngay. Ở đằng sau thì chúng ta sẽ có những thông tin khác như là độ chống nước 20 ATM. Đó, rất là tốt. Thân thép không gì, Swiss made, kính sapphire, và đầy đủ những cái thông tin khác của một chiếc đồng hồ Maurice Lacroix Icon. Đó. Đây là video giới thiệu về chiếc Maurice Lacroix Icon Blue, và đây là bản trên tay nhanh. Nếu như anh em có nhu cầu về chiếc này thì anh em có thể contact ICS, vì giá hiện tại của sản phẩm này nó khá là nhạy cảm, nó mới ra và nó chưa có nhiều sales, và nó có khá nhiều biến động, cho nên ICS xin phép sẽ không báo giá qua video. Và nếu như các bạn có nhu cầu về chiếc này, các bạn có thể contact ICS theo thông tin ở bên dưới video. Cảm ơn anh em rất là nhiều, và xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.